Theo một cuộc khảo sát gần đây do một trường đại học thực hiện, Emut Blackpink đã đứng đầu bình chọn là người có ảnh hưởng nhất ở Thái Lan. Cuộc khảo sát được thực hiện với 7.398 người, trong đó có cả những chính trị gia nổi tiếng của xứ Chùa Vàng. Lisa là người gốc Thái và thành công của cô với tư cách là thành viên nhóm nhạc toàn cầu Blackpink đã làm tăng thêm sự nổi tiếng của cô ở quê nhà. Nhất cử nhất động của nữ thần tượng đều được truyền thông và mạng xã hội theo dõi chặt chẽ. Ví dụ khi Lisa nói nhớ món thịt viên đường phố ở quê nhà Bryam, ngay lập tức thì các nhà hàng địa phương phục vụ món ăn này không kịp nghỉ. Hay khi cô đăng một bức ảnh đang đi du lịch ở Altea lên mạng xã hội, số lượng người tìm hiểu về địa điểm này đã tăng vọt. Vào tháng 2 năm 2023, tài khoản mạng xã hội chính thức của Lisa cũng đã vượt qua 100 triệu người theo dõi. Cô cũng được kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là nghệ sĩ K-pop được nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội vào tháng 3 năm 2023. Trong khi đó thì mới đây ca khúc nhạc phim The Idol do Jennie thể hiện đã tiếp tục leo hạng trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Billboard đã công bố danh sách những ca khúc lọt top trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của tuần này, trong đó thì One of the Girls do Jennie, thành viên nhóm nhạc Blackpink, The Weeknd và Lily Del Rey thể hiện đã tiếp tục trụ vững trong tuần 2 ở vị trí thứ 69. Với thành tích mới, Jennie đã chính thức trở thành nữ thần tượng solo K-pop giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong lịch sử. Trước đó thì kỷ lục này thuộc về thành viên cùng nhóm Rosé với ca khúc solo On The Round ở vị trí thứ 70. Thực tế thì One Of The Girls là một trong những ca khúc nhạc phim thuộc series truyền hình gây tranh cãi giữa idol. Mặc dù series đã kết thúc nhưng đến ngày 8 tháng 12 năm 2023, ca khúc này mới chính thức được phát hành thông qua Republic Records. Ca khúc cũng đánh dấu lần đầu Jennie có mặt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với tư cách nghệ sĩ solo. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàn. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại ở phần bình luận dưới video này để chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.